Lại về thêm một mẫu xe cỏ cho anh chị nữa đây. Đây là mẫu xe Ford Fiesta anh chị nha, với giá tiền chỉ 245 triệu thôi anh chị. Pháp lý cá nhân sử dụng, một chủ biển số tại Sài Gòn anh chị nha. Pháp lý cá nhân sử dụng ha. Từ 2013 đến nay nhờ anh chị xem đây, con xe còn rất sơn, rất là bóng và rất là mới luôn. Bên em khi mà lấy con xe này về thì bên em đã khử mùi, tách ẩm cũng như là làm các cái bước của những cái con xe lướt vậy đó. Con xe Ford Fiesta này thì ở ngoài như anh chị cũng mới thấy thì chúng ta có phần về che mưa, rồi gương thì có tích hợp với đèn báo rẽ, gập điện, chỉnh điện cũng như là có camera bên bên hông luôn anh chị ha. Xe thì anh chị thấy nó là tông màu xám anh chị, đó, tông màu xám hoặc là màu bạc vậy đó. Đó. Ghế bên trong của chúng ta thì cũng được trang bị ghế da luôn anh chị ha, ghế là ghế da luôn, có cả ốp bước chân cho cả nhà mình luôn nè. Rồi xe thì dán phim cách nhiệt cũng là loại tốt, đi cho gia đình toàn thân xe luôn. Đây là hàng ghế phía thứ hai đây anh chị. Hàng ghế phía thứ hai của con xe này thì như anh chị có thấy thì khá là rộng rãi đúng không? Ngồi rất rất là thoải mái luôn. Ford Fiesta, một hãng xe đến từ Mỹ. Đó. Ở phía đằng sau xe này thì đã được trang bị phần camera lùi. Đó, đã được trang bị phần camera lùi thích hợp với lại cái màn hình Android phía bên trên. Cốp xe thì phải nói rằng là bao rộng rãi cho anh chị luôn, để được vali rất là nhiều ha. Đây là bên trong nè. Đó. Xe thì cực kỳ là sạch sẽ, không rỉ sét cũng như là không đâm đụng gì luôn anh chị nha. Tất cả các dụng cụ thì bên em đã kiểm tra cho anh chị rồi, còn đầy đủ luôn. Xe thì keo chỉ đây anh chị có thể thấy nè. Đó, còn nguyên zin nguyên bản, chưa mất bất kỳ một phần nào luôn anh chị ha. Đây. Cửa phía bên tài bên chị keo chỉ sụn nè, còn rất là đẹp, chưa mất bất kỳ một phần nào luôn cả nhà. Xe thì phần tabi của chúng ta cũng có bọc da luôn chị ha, ghế là ghế da, tất cả các option thì đã đầy đủ rồi chị, như chẳng hạn như là gối tự đầu nè, hoặc là bọc vô lăng đó. Hộp số chúng ta là hộp số tự động, màn hình Android cỡ lớn luôn anh chị, có tích hợp được với cam hành trình trước sau cũng như camera lùi luôn anh chị ha. Xe mới đi có 96.915 km thôi đó. Bây giờ em sẽ mở cái động cơ lên anh chị cùng xem ha. Dán lót sàn toàn xe luôn nè. Đây là phần ốc ở nắp cua nè anh chị, cũng như keo chỉ đây anh chị có thấy ha. Một con xe rất là liền lạc luôn, gõ ốc tủ xung lực thì còn xe, tròn xe luôn. Đinh tán đinh bấm đây nè anh chị ha. Đó. Keo chỉ nè. Xe tình trạng máy móc động cơ hộp số còn rất là hoàn hảo. Mặc dù là nó hơi dơ một xíu, là lý do là vì là xe này mới vừa về bên em, cho nên là bên em đang trong quá trình vệ sinh nó lại anh chị, vệ sinh lại. Xe đây thì xem nè, ốc chân máy nè ha. Cái dấu son của chân máy đó. Xe thì động cơ hộp số không rò rỉ nhất hay xì dầu gì cả. Bên em đã kiểm tra cho anh chị tình trạng không đâm đụng, không ngập nước rồi nha. Đó. Rồi nếu như mà anh chị nào đang quan tâm tới chiếc Ford Fiesta đời 2013 này bản 1.6 số tự động anh chị ha, thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466939 thì số online này